Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay mình để tiếp tục với các bạn đi vô trong lớp học cá biệt để học ở đây các bạn à. Lớp học này á là chỉ có một mục tiêu nhất thôi, đó chính là đuổi cô giáo và thầy giáo ra khỏi lớp nha các bạn nha. Các bạn coi kìa, học sinh gì mà có thể biến thành thiên thần bay lên nóc nhà quái cả đạn cái chứ. Hôm bữa mình chơi game này được rất là nhiều bạn yêu thích luôn, cho nên ngày hôm nay mình sẽ quay trở lại game này và sẽ làm cho thầy cô giáo tức điên hơn nữa nha, đồng ý không? Đồng ý thì ngay bây giờ cho video một nút like nha các bạn. Còn những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Và bây giờ thì mời các bạn đi vào lớp học bá đạo này của mình. Không còn lớp học cá biệt đâu mà giờ thành lớp học bá đạo luôn rồi. Rồi, đầu tiên á là chúng ta cần phải nhận quà trước khi vô lớp trước cái đã vậy. Lớp học này chỉ có 3 học sinh duy nhất thôi, là mình và hai đứa này nha các bạn nha. Và hiện tại có một thầy giáo đang ở đây. Mình sẽ... mơ mết luôn hả? Bây giờ mình sẽ giả bộ khóc thôi. Jay Gray hãy ngừng khóc ngay bây giờ. Mình sẽ thử nói câu á ra á ra coi. Oh my god. Wow. Ủa thằng kia làm gì mà nó xin. Ok, bây giờ thổi sáo. Ok, giờ mình làm khuôn mặt buồn bã. J-Ray hãy cẩn thận, hãy suy nghĩ kỹ trước những cái hành động mà em làm. Rồi bây giờ mình sẽ kêu bro. Bro. Mình sẽ sử dụng laptop trong lớp học. J-Ray hãy cẩn thận gì đó. Rồi mình sẽ la lên. Cái tiếng hơi nhỏ mình nghĩ là mình mở cái tiếng to lên các bạn à. Cái tiếng to lên nghe nó mới đã. Nè mình sử dụng la nè. Mình sẽ làm Mr. Beast trong lớp này nha các bạn nha. Jay Gray hãy tập trung vào bài học đi, em nó vượt qua giới hạn rồi đó biết chưa? Không biết là ốm sầm luôn. Quay quá. Bây giờ mình sẽ đánh rắm nha các bạn nha. Ảo này mà mày ở các bạn ơi, mình ở cái này mình ở. Wait a minute. Ok, nhận tiền tiếp. Mình xem mình có nhiệm vụ gì không? Người ta yêu cầu mình là ở 5 lần và đánh rắm trong lớp học này 3 lần. Ok. Đánh rắm. Ở đây là ở chứ lộn này ở. À, rồi ở 5 lần. Mình sẽ ở 5 lần luôn. Let's go. Ủa sao mình nở rồi mà. Wait what. Không phải cái này hả? Không phải cái này các bạn ơi. Vậy thì mình sẽ làm gì đây? Let's go. Let's go. Mình sẽ cười coi. Cười. Dừng điên. Mình sẽ tức giận. Ủa mình đập bàn lắm bạn ơi. J-Gray đã đủ rồi đó em. Mình sẽ bị hóc các bạn. Cái này là gì? Bị nghẹt. Ăn kẹo. Ăn kẹo xin gum. Brother. What's that? Nói tiếng Anh mẹ trời nghe bên Mỹ nha các bạn nha. Chứ ở Việt Nam là các bạn không được làm giống như trong video nãy nữa. Bạn làm giống video này là mời phụ huynh lên đấy. Con rắn. À cái này là mình làm con rắn hả? Oh siêu nè, siêu nè. Đấy, ngay bây giờ mình sẽ làm oi trong lớp nha các bạn nha. Để mình coi coi. Để coi có hành động mà nó quậy trong lớp nha các bạn. Không, mình sẽ chuyển qua hành động mà xài tới robot nó mới xịn các bạn ơi. Coi nè, bây giờ thì mình sẽ đánh rắm cực mạnh. Ui, quá mình mở tí to lên, các bạn nghe chung với mình mới vui. Đánh rắm cực mạnh, trời thúi nguyên cái lớp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đổi giáo viên hả? À? Thôi không đổi đâu, mình sẽ zoom scare giáo viên. Ồ, vô gì vậy, vậy? Con gì la vậy? Không biết nữa. Giờ mình sẽ làm súng nhắm nha. Mình bắn mấy đứa học sinh trong lớp của mình các bạn ơi.
Rồi bây giờ mình sẽ làm gọi là gì ta, nham thạch từ ngoài hành tinh bay xuống. What the hell? Ủa chỉ có vậy thôi hả? Rồi mình sẽ làm một con chó tấn công nha. Ây dâu, có viên chó nó sủa các bạn ơi. Những con chó kia hãy bình tĩnh đi. Ê, đừng có cắn tôi, chỗ nó cắn nè các bạn ơi. Những con chó của mình đang cắn thầy giáo mà làm thầy ấy phải bỏ đi, không dạy lớp này nữa nha các bạn nha. Bài học của chúng ta trong ngày hôm nay, đi học đừng mang theo chó. Một cô giáo tới. Cô giáo này nhìn có vẻ như ở Bình Dương á. Được rồi, mình sẽ không cho cô giáo này dạy, mình sẽ đổi cô giáo luôn. Đổi cô giáo cho tôi. Bye bye. Đổi cô giáo. 10 điểm cho anh Jay các bạn ơi. U nhận được tiền nè. Cảm ơn em. Rồi mình đã đổi cô giáo mới rồi các bạn ơi. Để coi ai đây. Hiệu trưởng vô dạy. What? Sợ quá. Sợ chôn cho mình chết luôn. Nè, mình sẽ chơi cái gì đây ta? Nuke bơm nguyên tử. Ai giờ bơm nguyên tử thiệt rồi mấy bạn ơi. Nã bơm nguyên tử vô đó luôn. Đúng là nước Mỹ. Quái trưởng. Rồi bây giờ mình sẽ làm gì nữa đây? Mình sẽ làm gì cho nó khùng khùng điên điên dữ vậy ta? Cái gì có cái này xịn nhất nè các bạn. Có mấy cái rất là xịn luôn, nhưng mà phải tốn robot để mình thử cái order xấu trời đi là cái xịn nhất nha các bạn nha. Ai vô quân đội bay vô trong lớp học bắn tùm lum nè bạn ơi. Ê, quân đội quá trời luôn à. Quân đội vô quậy lớp của chúng ta các bạn ha, quái đản. Sui Sui. Mình thích cái này. Quân đội đúng quậy luôn các bạn ơi. Vô quân đội quậy lâu thiệt cả chứ. Trời ơi quân đội bắn quá trời bắn luôn các bạn. Bao giờ cái này mới kết thúc vậy? Được cái chứ. Trời quân đội quá quậy rồi các bạn ơi. Quậy chưa hết nữa nè. Nó quậy đến ngày mai luôn hả? Hả? Quân đội quậy đúng lâu luôn các bạn. Trời ơi. Ok. Mình còn 28 kim cương. Thôi chờ tí đi, khi nào mình có kim cương nữa mình quậy nữa nha các bạn nha. Quái trưởng. Nè, mình còn phải trong game mình 11 phút nữa mình sẽ có kim cương nha các bạn. Bây giờ quậy bình thường đi. Bây giờ thì mình sẽ mình ói tùm lum cây. Stop it. Quăng cái ghế vô người thầy giáo ơi. Ê, cái này là quăng bàn. Lộn cái bàn các bạn ơi. Rồi ghế chưa. Bây giờ mình sẽ làm gì đây ta? Mình sẽ cho một cục chuyên. Ghê quá. Cũng may không có đứa nào ngồi đằng sau mình nha các bạn. Rồi mình sẽ làm gada-gadi nữa đi. Này, bây giờ mình sẽ làm hù dọa thầy giáo hả? Là gì bấm vào thử coi. Con ma. Ủa cái lớp cúp điện rồi. Và thầy sẽ bị hù. À giờ đau đứt tay quá. Thôi thằng nào đập bàn vậy? Ê được rồi, mình sẽ hợp tác với nó, mình đập bàn nha các bạn nha. Đập bàn. Angry là đập bàn. Đâu rồi? Giật lượng đập bàn. Ê, tiếp tục nha, mình có gì đây? Đánh đấm mà ra cái đó không biết là ra cái gì nữa. Ok bây giờ mình sẽ tiếp tục làm một cái gì đó quậy quậy tiếp các bạn ơi. Này có tiền nè, game nó cho mình tiền mình để mình quậy nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi bong bóng nước nha. Quăng thầy giáo. Hành động này là không thể chấp nhận được đâu G Gray. Vậy hả thầy? Vậy thì em sẽ ném bơm vô thầy luôn. Ai giỡn mặt hả? Ném bơm vô thầy luôn. Không thích cái đó thì ăn bơm đi. Học sinh này đỉnh thiệt cái chứ. Rồi ném mấy bài giấy người thầy luôn. Lấy mấy bài giấy đi.
ném quả bom lửa cho người thầy luôn nè. Quậy thiệt chứ. Under the water là cái gì? How are you? I'm under the water. I'm under the water. Nói cái gì? Ok, bây giờ mình sẽ đi bộ, mình đi ra khỏi lớp mày, cho mấy đứa trong lớp mày nó làm gì làm đi. Hello mấy bạn, làm gì làm đi, tôi ra khỏi lớp đi, tôi là học sinh cá biệt muốn gài gao vô à. Ồ, đứa nào chơi được 4-1 vậy, hay giỏi vậy. Bây giờ phòng này phòng gì đây? À, phòng toilet. Brother, để đi vô. What's that, brother? Mình thấy ở cái toilet cuối cùng nó có một cái gì đó. Vô bro, bây giờ bỏ qua chuyện này đi. Mình thấy ở cái toilet cuối cùng nó có một cái gì đó, hình như là một cái đầu. Bây giờ mình với các bạn sẽ cùng vô đó để khám phá thử nha. Oh no bro. Cái này không có gì đúng không? Nhưng mà cái này thì sao? Nó là một cái đầu con mèo. Oh no, cái lớp học này nó quá kinh dị. Ủa cái này còn con mèo ngoài đây nữa nè các bạn. Ủa lụm cái đầu con mèo được không ta? Để mình thử xem nha các bạn nha, không biết lụm được không nữa. Oh, và chúng ta có thể lụm được cái đầu của con mèo đó các bạn ơi. Nó yêu cầu mình lụm mấy cái á. Let's go, à, lụm 8 cái các bạn à. Ở trong lớp này có cái nào không? Oh, let's go. Mình mới lụm được 2 cái. Vậy nhiệm vụ của chúng ta đã có nhiệm vụ mới là lụm 8 cái đầu con mèo nha. Đi khỏi lớp nào, bye bye. Boy, nhiệm vụ này mình thích lắm. Giống như kiểu như nhiệm vụ tìm đồ á các bạn. À đi, được rồi đó đi chứ. Ở đây không có rồi, ngay toilet này có một cái nè. Let's go, tìm được 3 cái, tìm được cái nữa. Trong toilet nó giấu đằng sau nó một cái nữa các bạn ơi. Ok, làm sao có thể giấu được tôi hả? Không biết là bây giờ mình bấm mình lượt có được cộng thêm thời gian không ta? Không biết, được bấm thử một cái. Không được cộng, ai được cộng thêm thời gian các bạn ơi. Được cộng thêm như bình thường, cộng thêm như bình thường. Vì mình sẽ bấm tiếp. Nhưng mà không thấy nữa các bạn à, không thấy nữa. Mình được 20 mấy giây luôn rồi nè, nhưng mình không thấy mấy cái đầu nữa các bạn ơi. Hiếm vậy, tiệm ra luôn. Brother, what's that? Ủa, đây, dấu ở dưới đây hả? Thấy rồi nha, đưa cho tôi. Bro, đưa đây. Cái này nó không hiện chữ E nên cho mình bấm. Cú lừa. Mới được 5 cái trên 8 cái rồi các bạn à. Mình nghĩ nó chắc là nằm đâu đây. Ừ, thấy chưa, mình thấy mà, mình nhớ mà. Rồi, ok. Rồi, 6 cái trên 8 cái rồi. Let's go. Nhưng mà còn ở đâu nữa? Không biết nữa các bạn, mình còn có 4 giây à. Phải tìm kỹ qua đây coi. Hết rồi, cái này mình lấy rồi. Bây giờ là mình còn, hình như mình còn 3 cái nữa hay 2 cái nữa các bạn. Nhưng mình không biết tìm ở đâu luôn á. Để mình xem coi, mình có bất kỳ nhiệm vụ gì để lấy được cái đó không ta. Hiện tại là mình hết tiền rồi các bạn ơi. Mình phải đi làm bài tập để kiếm tiền đây. Bắt đầu vô môn toán nào. 2 cộng 4 bằng 9 nha các bạn nha. 0 x 1 bằng 10. 1 x 4 bằng 5. Và 4 x 0 bằng 4. Đấy, easy, sửa quyền. Nó giỡn rồi, mình làm toán sai. Thật ra mình làm đúng các bạn, nhưng mình đọc sai. Rồi bây giờ bài tiếp theo là bài cắt giấy nha. Cái này đơn giản. Trời ơi, này đơn giản như đang giỡn. Trò chơi con mực, easy game. Để kiếm được tiền rồi nè, để mình kiếm tiền thêm bằng cái tiệt chua này đi. Bài tập phản xạ. Vô, let's go. Cái này dễ. Đứa nào đó la vậy, trời, cái lớp này đúng là cái lớp cá biệt mà các bạn. Lớp học cá biệt phá thầy cô là chính. Yeah, boy. Kiếm tiền tiếp nào, 200 điểm rồi. Yeah, boy. Nó la sùm luôn bạn ơi. Đúng là ngồi học trong cái lớp này, cho dù các bạn là học sinh giỏi đến mức cỡ nào thì các bạn sẽ không thể nào học được. Bởi vì tụi nó rất là ồn ào. Ok, để mình xem nha. Thầy cô giáo rồi các bạn ơi, tụi nó thầy thì hiệu trưởng, thầy hiệu trưởng xua rồi, chạy luôn rồi các bạn. Thầy hiệu trưởng đã bỏ chạy rồi các bạn ơi, đã thay một cô giáo mới nè. Hello cô giáo nha. Rồi cô giáo đây đi, em học sinh chăm chỉ, em đi làm bài tập đây. Em về em phải đi làm bài tập rồi. Ok. Được một món quà nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở trong lớp này 4 phút nữa nha các bạn nha. Nhưng mà trước khi đó thì mình sẽ đi khỏi lớp này để mình đi kiếm đồ. Bye bye.
trai cô, em muốn đi đâu quyền của em, được chưa? Cô không thể nào cản được em đâu, bởi vì em là My Gaming. Ok, đi vô trong toilet này đi, trong toilet này nghi lắm. Ngay trong toilet này nãy giờ có cái mà chúng ta không tìm thấy. Đó thấy chưa, nó nằm sau cái toilet nè. Ý, thấy chưa, phải tìm kỹ các bạn ơi, nó nằm ẩn sau toilet á. Toilet này có, không có rồi, ok, chỗ này không có rồi bạn ơi, tối không thấy gì hết trơn á. Cái gì đây? Không biết. Ok, đây không có bạn. Oh no, mình phải quay lại lớp học rồi các bạn à, khó gì vậy? Mình còn thiếu một cái cuối cùng, không biết nó nằm ở đâu. Cái đằng sau lớp học này mình lấy chưa ta, nhưng mà lấy rồi đúng không vậy? Ừ, nhưng mình lấy rồi á. Ok, bây giờ mình sẽ thử kiểm tra coi, nãy mình không nhớ mình lấy chưa nữa. Để mình kiểm tra lại nha các bạn nha. Okay. Các bạn à, mình đã tìm hết rồi. Mà cái cuối cùng nó nằm ở trong cái góc lớp mà mình không biết các bạn. Vậy là mình đã tìm hết và cuối cùng là mình sẽ được nhận kim cương nha các bạn nha. Let's go baby. Ok các bạn à, hiện tại mình đang có 128 kim cương. Mình sẽ cho anh cô giáo này thử xem sao. Mình tìm thấy có một cái rất hay, đó chính là tiếng ghe nha. Mình sẽ mua nó thử. Let's go. Tiếng ghe. Hay thiệt đó các bạn ơi, có tiếng ghe đó nè. Ê vô, mình thấy có một cái rất là hay, đó chính là eject teacher, có nghĩa là từ chối giáo viên. Ủa, từ chối giáo viên nó khác với lại thay đổi giáo viên hả? Wait a minute. Nhưng mà trước khi đó thì chúng ta sẽ cùng nhau su cô giáo này các bạn. Su tới đâu rồi, mình sẽ làm su hoài luôn. Su. Anh em hãy cùng nhau su với tôi nào các anh em. Su. Để mình tìm coi có oi ba ca không nha. Không biết trong này nó có cái hồi nãy mình nói không ta, oi ba ca không ta. Mình thấy mình tìm không ra oi ba ca các bạn ơi. 157. Ủa mình giờ mình có 157 rồi, mình làm được cái gì tại? Mình sẽ nhảy tưng nha các bạn nha. Bro, cái gì đó? Let's go, mình có kim cương rồi nè. Yo, 149 kim cương, mình làm được cái gì đây? Mình sẽ thay đổi giáo viên này nha các bạn nha. 3, 2, 1, let's go. Go away, stupid man. Cho cô giáo lên tên lửa bay ra khỏi hành tinh này luôn các bạn ơi. Oh my god. Quái cả trưởng. Quái cả trưởng. Trời ơi đó bữa. Học quà gì đây? Ôi trời, học quà mua bằng robot các bạn, tiền đâu mua. Rồi bây giờ chúng ta còn 50 robot đúng không? Mình sẽ trôn cô giáo này bằng một cái là bây giờ súng ngắm thì mình làm rồi. Nhưng mà chắc là mình sẽ có một cái đánh rắm cực mạnh đi nha. Hãy tận hưởng đi các bạn fan của anh Jay. Let's go. No god please no. 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 Ôi chừng. Bắn súng nhắm. Alo, cái này là trao đổi. Ủa, sau một cái đánh rắm của mình thì tất cả những đứa học sinh nó cũng đã rời khỏi cái lớp này các bạn à. Có vẻ như cái đánh rắm của mình quá thúi các bạn ơi. Thầy này kêu là tao sẽ cho những đứa này biết thế nào là lễ độ. Ủa, có mấy đứa, có đứa này mới vô nè các bạn. Bờ lết luôn á, tên gì ghê vậy. Hay là rồi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem video này nha. Bạn thích video này nhớ cho video một nút like. Còn những bạn nào tốt với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Cũng giờ mình, bye bye.